chờ hai mẹ con. À, ba đi làm về rồi mẹ ơi. Hai mẹ con ở nhà có gì vui, nói ba nghe coi. Bí mật, mẹ dặn không được nói. Bí mật sẽ được bật mí. Chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn vợ yêu và gấu con. Mời cả nhà ăn bánh nào. Bánh nặng quá, mẹ bỏ lộn muối rồi. Xin lỗi anh, vì bánh không có được ngon miệng. Em yêu, anh thích chiếc bánh của em làm. Cảm ơn em. Để giúp mẹ con bớt mệt mỏi thì hai cha con chúng ta cùng dọn dẹp giúp mẹ nào. Dạ, ủng hộ hai tay luôn. Con mời mẹ ăn sáng, ba và con đã chuẩn bị bữa sáng cho mẹ. Ngon lắm, cảm ơn hai ba con nha. Ba con đâu rồi gấu? Ba nói sẽ dành cho mẹ điều bất ngờ. Mệt quá. Chào hai mẹ con gấu. Chào Nguyệt Ánh, mời Nguyệt Ánh ngồi. Mời Nguyệt Ánh uống nước nha. Chào Nguyệt Ánh, ngọn gió nào đưa Nguyệt Ánh tới nhà gấu vậy ta? Ây, không có ngọn gió nào cho nên bây giờ mới mệt dữ vậy nè. Tôi cũng vậy đó, căng thẳng, mệt mỏi, chẳng biết bệnh gì luôn. Những triệu chứng đó chứng tỏ trái tim của Nguyệt Ánh và mẹ gấu không được khỏe, dễ gây ra các bệnh về tim mạch. Doctor Khỏe giải thích thêm về cái bệnh tim mạch cho mọi người cùng biết đi. Khi cấu trúc, hoạt động của tim hoặc mạch máu bị suy giảm sẽ gây ra những bệnh như là bệnh mạch vành, rối loạn nhịp tim, cao huyết áp, suy tim. Theo như Nguyệt Ánh tìm hiểu thì rối loạn tim mạch rất là nguy hiểm. Nếu như mà mình không phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ rất là dễ dẫn đến tình trạng là bị nhồi máu cơ tim, rồi bị rối loạn tim mạch nè. Nói chung rất là nguy hiểm luôn. Đúng rồi, để phòng ngừa, hạn chế bệnh tim mạch, mọi người nên sống lành mạnh để có một trái tim khỏe mạnh bằng cách kiểm soát huyết áp, gluco trong máu và cholesterol. Vậy thì thực phẩm nào tốt cho tim mạch? Bác tôi khỏe chia sẻ cho mọi người cùng biết đi. Thực phẩm tốt cho tim mạch thì có em đây. Ghi đỏ đã đến rồi, con có chuẩn bị như lời bác tôi khỏe căn dặn chưa nè? Dạ có ngay, đây là nước sinh tố bí đỏ, còn đây là bánh bí đỏ. Mời mọi người thưởng thức. Wow, thực phẩm vàng ngay rồi, toàn là màu vàng luôn. Bí đỏ ơi, em hãy giới thiệu cho mọi người cùng biết đi. Trong em có protein, glucid, tăng cường quá trình trao đổi chất, cung cấp năng lượng, sắt, beta-carotene, vitamin A, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6, magie, omega 3, omega 6 và chất xơ tăng cường hệ miễn dịch. Phosphor, kali, natri, lutein, zeaxanthin, folate, vitamin C giúp điều hòa co thắt cơ tim và nhịp tim. Uống ly sinh tố bí đỏ, tôi cảm thấy người khỏe hẳn ra. Anh thấy em mệt mỏi căng thẳng, nên đến nhờ Dr. Khỏe giúp đó. Cảm ơn Dr. Khỏe bí đỏ. Tôi đã ghi nhớ kỹ những chia sẻ của Dr. Khỏe và bí đỏ. Không nên ăn bí đỏ quá 2 lần trong tuần. Không nên ăn bí đỏ đã để lâu và quá già. Và mẹ gấu nên nhớ là phải đến các bệnh viện để khám, lắng nghe tư vấn của bác sĩ. Cảm ơn những chia sẻ rất là bổ ích của Dr. Khỏe và bí đỏ. Còn bây giờ thì Nguyệt Ánh, Dr. Khỏe cùng các bạn nhỏ trong khu vườn xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.